Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Phép trừ, sách giáo khoa trang 39-40. Để các con biết cách thực hiện phép trừ, chúng ta sẽ thực hiện ví dụ 1. A. Chúng mình thực hiện phép trừ 865.279 trừ 450.237 bằng hỏi chấm. Chúng mình có nhận xét gì về phép trừ này nhỉ? Đây là phép trừ số có 6 chữ số cho số có 6 chữ số. Trước khi chúng mình thực hiện phép trừ, chúng ta ôn lại tên gọi thành phần trong phép tính trừ nhé. 865.279 là số bị trừ. 450.237 là số trừ đấy. Vậy kết quả của phép trừ này gọi là gì nhỉ? Kết quả của phép trừ gọi là hiệu. Vậy thì cách đặt tính và cách thực hiện phép trừ như thế nào? Cũng rất dễ đúng các con ạ. Cách đặt tính và cách trừ cũng giống như ở các lớp dưới, nhưng nó sẽ khó hơn ở phép trừ này, có nhiều chữ số hơn ở lớp 3. Thế trước hết, muốn thực hiện được phép trừ này thì chúng ta đặt tính. Chúng ta đặt tính 865.279 trừ đi 450.237 bằng. Trước hết, chúng ta đặt tính. Chúng ta viết số bị trừ trước là 865.279. Sau đó chúng ta viết dấu trừ. Tiếp theo chúng ta viết số trừ dưới số bị trừ là 450.237 dưới số trừ, sao cho các hàng phải thẳng cột với nhau. Các hàng tương ứng phải thẳng cột với nhau. 450.237. Đấy. Sau khi đặt tính đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện trừ. Chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái. Bắt đầu từ hàng đơn vị, ta trừ từ hàng đơn vị. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 865.279 trừ 450.237 bằng 415.042. Đấy. Như vậy, hiệu của phép trừ trên là 415.042. Chúng mình có nhận xét gì về kết quả của phép trừ nhỉ? Về cách tính phép trừ nhỉ? Như vậy ở đây là phép trừ không nhớ, đúng không ạ? Đây là phép trừ không nhớ. Đấy, chúng ta đặt tính đúng, sau đó chúng ta trừ từ phải sang trái. Tiếp theo, cô giáo có ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Ý B. 647.253 trừ 285.749. 647.253 trừ 285.749 bằng bao nhiêu? Cũng như ví dụ A, ở ví dụ B này, muốn thực hiện phép trừ trước tiên chúng ta sẽ đặt tính, đúng không? Chúng ta sẽ đặt tính
đặt tính, chúng ta viết số bị trừ trước, sau đó chúng ta viết số trừ dưới số bị trừ. Ta viết số bị trừ 647.253 trừ đi 285.749. Ở đây chúng ta thấy số bị trừ và số trừ cũng đều là số có 6 chữ số, có các chữ số bằng nhau rồi. Thì chúng ta đặt tính các hàng tương ứng thẳng cột với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ trừ từ phải sang trái. Bắt đầu từ hàng đơn vị, 3 không trừ được 9, ta phải mượn một chục thành 13. 13 trừ 9 bằng 4, viết 4. Lúc nãy mượn một chục, bây giờ ta giả sang hàng chục, sang 4 thành 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 2 không trừ được 7, ta phải mượn, ở đây là hàng trăm, ta mượn 1.000 thành 12.000, thành 1.200. 12 trừ đi 7 bằng bằng 5, viết 5. Nhớ 1, nhớ 1, lúc nãy ta mượn 1, bây giờ ta trả 1 sang hàng nghìn. 5.000, nhớ 1 thành 6.000. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 4 không trừ được 8, ta mượn 1 thành 14. 14 trừ 8 bằng 6, viết 6. Giả 1 sang 2 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Như vậy kết quả của phép trừ bằng 361.504. 361.504. Qua phép trừ ở ý B, chúng mình đã có nhận xét gì nhỉ? Chúng ta thấy là ở phép trừ ý B khó hơn ý A một chút, là vì đây là phép trừ có nhớ. Như vậy các con đã nắm được cách đặt tính và cách thực hiện phép trừ. Khi trừ các con lưu ý là với phép trừ có nhớ thì chúng ta cần nhớ sang hàng liền kề bên trái. Bây giờ chúng ta vận dụng kiến thức rồi để chúng ta thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa. Trước hết chúng ta làm bài tập 1. Bài tập 1, đặt tính rồi tính. Đặt tính rồi tính, đọc yêu cầu của bài tập chúng ta thấy có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta bắt đầu thực hiện lần lượt từng ý một. Ý A, ý thứ nhất ở ý A là 987.864 trừ 783.251. 987.864 trừ 783.251. Đấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ đặt tính. Chúng ta đặt tính số bị trừ, ta viết trước 987.864. Đấy. Số bị trừ có 6 chữ số, số trừ cũng có 6 chữ số. Bây giờ chúng ta đặt tính sao cho các hàng tương ứng thẳng cột với nhau. Đấy, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, các hàng tương ứng thẳng cột với nhau. 783.251. Đấy. Sau khi chúng ta đặt tính đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trừ từ phải sang trái. Bắt đầu từ hàng đơn vị, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 987.864 trừ 783.251. Chúng ta có kết quả là 204.613. 204.613. Tiếp tục chúng mình thực hiện phép tính thứ hai ở ý A.
969.696 trừ 656.565. Cô giáo đọc lại đầu bài. 969.696 trừ 656.565. À, như vậy trước hết chúng ta sẽ đặt tính. Viết số bị trừ trước. 969.696 trừ số trừ 656.565. Đấy, chúng ta đã đặt tính đúng. Các hàng tương ứng thẳng cột với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ tính từ phải sang trái, trừ từ phải sang trái. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 9 trừ 6 bằng 3, viết 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 9 trừ 6 bằng 3, viết 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 9 trừ 6 bằng 3, viết 3. Như vậy kết quả của phép trừ được 313.131. 313.131. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong ý A. Chúng mình chuyển ý B. Phép tính thứ nhất ở ý B, 839.084 trừ 246.937. 839.084 trừ 246.937. Trước hết chúng ta đặt tính nha. 839.084 trừ 246.937. Như vậy chúng ta đã đặt tính xong. Tiếp theo chúng ta trừ. Chúng ta trừ từ phải sang trái. 4 không trừ được 7. Ta mượn một chục bằng 14. 14 trừ đi 7 bằng 7, viết 7. Trả 1 sang 3 bằng 4. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 0 không trừ được 9. Ta mượn 1 thành 10. 10 trừ 9 bằng 1, viết 1. Trả 1 sang 6 bằng 7. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 3 không trừ được 4, bằng mượn 100.000 bằng 13. 13 trừ 4 bằng 9, viết 9. 13 trừ 4 bằng 9, viết 9. Trả 1 sang 3, sang 2 bằng 3. 8 trừ 3 bằng 5. Chúng ta được kết quả là 592.637. 147. 592.147. 592.147. Tiếp theo chúng ta chuyển ý thứ hai của câu B. 628.450 trừ 35.813. 628.450 trừ 35.813. Các con lưu ý ở đây phép trừ, đối với số bị trừ chúng ta quan sát là thấy có 6 chữ số, còn số trừ là có 5 chữ số. Lưu ý khi đặt tính chúng ta phải đặt tính làm sao cho các hàng tương ứng thẳng cột với nhau nhé. Số trừ thì hàng cao nhất hàng chục nghìn, thì chữ số 3 chúng ta phải đặt dưới chữ số 2 là hàng chục nghìn của số bị trừ. Ta viết số bị trừ trước. 628.450 trừ chữ số 3, viết dưới chữ số 2
là 35.813. Ta trừ từ phải sang trái. 0 không trừ được 3, ta phải mượn một chục thành 10, 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Trả 1 sang 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 14 trừ 8 bằng 6, viết 6. Trả 1 sang 5 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. Trả 1 sang 3. Phép tính này là chúng ta không nhớ đúng không? Bây giờ 2 trừ 3, 2 không trừ được 3. Ta sẽ mượn 100.000 thành 12. 12 12 trừ đi 3 bằng 9. Viết 9. Trả 1 sang đây là 1, 6 trừ đi 1 bằng 5. Kết quả của phép trừ bằng 592.637. 592.637. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 1, đặt tính rồi tính. Tiếp theo yêu cầu của bài tập 2 là chúng ta tính. Bài tập 2 là tính. Yêu cầu của bài tập 2 là tính, khác với yêu cầu của bài tập 1. Bài tập 1 là chúng ta phải đặt tính rồi tính, nhưng bài tập 2 chúng ta chỉ cần tính, chúng ta tính kết quả ở ngoài nháp, sau đó kết quả được bao nhiêu chúng ta điền, tức là tín hiệu được bao nhiêu chúng ta điền vào phép tính. Bài 2. Bài 2 tính. Ý A, 48.600 trừ 9.455. 48.600 trừ 9.455. Trước hết chúng ta đã tính 48.600 trừ 9.455. Đấy, chúng ta đặt tính sao cho các hàng tương ứng thẳng cột. 0 không trừ được 5, ta mượn 10. 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. Trả 1 sang 5 bằng 6. 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. Trả 1 sang 4 thành 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 18 trừ 9 bằng 9, viết 9. Trả 1 sang đây bằng 1. 4 trừ 1 bằng 3. Vậy ta được kết quả là 39.145. Như vậy quả bằng 39.145. Ý tiếp theo của câu A, 65.102 trừ 13.859. 65.102 trừ 13.859. 65.102 trừ 13.859. 12 trừ 9 bằng 3, viết 3. Trả 1 sang 5 bằng 6. 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. Trả 1 sang 8 bằng 9. 11 trừ đi 9 bằng 2, viết 2. Trả 1 sang 3 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 4. Như vậy bằng trả 1 chỗ này, cô giáo xin lỗi, chỗ này chúng ta trừ lại 11, 12
trừ 9 bằng 3 viết 3, trả 1 sang đây bằng 6, 10 trừ 6 bằng 4 viết 4, trả 1 sang đây bằng 9, 11 trừ 9 bằng 2 viết 2, trả 1 sang đây bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1 viết 1, 6 trừ 1 bằng 5 viết 5. Như vậy chúng ta bằng kết quả 51.243. Đấy. 51.243. Chúng ta sang câu B. Tám mươi nghìn trừ 48.765. 80.000 trừ 48.765. Chúng ta đặt tính này. 80.000 trừ 48.765. 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. Giả 1 sang đây bằng 7, 6 cộng 1 bằng 7, 10 trừ 7 bằng 3, viết 3. Trên này ta lại mượn 1, ta lại giả xuống đây thành 8, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2. Giả 1 sang 8 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, viết 1. Giả 1 sang 4 thành 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Như vậy kết quả 31.235. 31.235. 31.235. Và tiếp, ý tiếp theo của câu B. 941.302 trừ 298.764. 941.302 trừ 298.764. Đây là số có 6 chữ số, trừ đi số có 6 chữ số. Ta đặt tính. 941.302 trừ 298.764. 2 không trừ được 4, ta phải mượn 1 chục thành 12. 12 trừ đi 4 bằng 8, viết 8. Trả 1 sang 6 bằng 7, 10 trừ 7 bằng 3, viết 3. Trả 1 sang 7 thành 8, 13 trừ 8 bằng 5, viết 5. Viết 5. Trả 1 sang 8 bằng 9, 11 trừ 9 bằng 2, viết 2. Trả 1 sang 9 bằng 10, 14 trừ 10 bằng 4, viết 4. Trả 1 sang 2 thành 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6. Như vậy kết quả bằng 642.538. 642.000. Đấy, như vậy qua bài tập 1 và bài tập 2 thì cô giáo nhắc lại cũng thực hiện phép trừ. Thì trước hết chúng ta đặt tính. Chúng ta đặt tính sao cho các hàng tương ứng thẳng cột với nhau. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép trừ từ phải sang trái. Đối với phép trừ có nhớ thì các con phải lưu ý là cũng phải nhớ sang cái hàng liền kề bên trái. Tiếp theo chúng mình chuyển bài tập 3. Bài tập 3. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1.315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Cô giáo nhắc lại đầu bài. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.730 km. Còn quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1.315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Đọc đầu bài và chúng ta quan sát trong sách giáo khoa đã vẽ
tóm tắt sơ đồ của bài toán. Đấy, tóm tắt bằng sơ đồ. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, đấy, từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.730 km. Còn quãng đường từ Hà Nội đến Nha Trang, đấy, dài 1.315 km. Như vậy từ Hà Nội đến Nha Trang ngắn hơn từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Bây giờ bài yêu cầu tính là quãng đường từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km. Đọc đầu bài và nhìn sơ đồ thì chúng ta thấy là bài toán rất dễ, đúng không ạ? Đấy. Muốn tìm đoạn đường từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km thì chúng ta phải lấy đoạn đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh trừ đi đoạn đường từ Hà Nội đến Nha Trang thì chúng ta sẽ ra đoạn đường từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Tức là ta sẽ lấy 1.315 trừ đi từ lấy 1.730 trừ đi 1.315. Và chúng ta trả lời bài toán. Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là. Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là. Chúng ta sẽ lấy 1.730 trừ 1.315. Không, không trừ được 5, ta mượn một chục thành 10, 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. Trả 1, sang 1 thành 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy, kết quả bằng 415. 415 km. Đáp số. Tiếp tục chúng ta làm bài 4. Bài 4. Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214.800 cây. Năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 cây, 80.600 cây. Hỏi cả 2 năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây? Cô giáo nhắc lại đề bài. Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214.800 cây. Năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80.600 cây. Hỏi cả 2 năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây? Muốn giải được bài toán thì trước hết chúng ta tóm tắt được bài toán. Cô giáo tóm tắt bài toán bằng lời. Đấy. Năm nay 214.800 cây, năm ngoái ít hơn năm nay 80.600 cây, cả 2 năm chấm chấm cây hỏi chấm. Như vậy ở đây ngoài cái tóm tắt bằng lời thì có thể còn có cách tóm tắt bằng sơ đồ. Đấy, chúng ta có thể tóm tắt bằng sơ đồ như cô giáo tóm tắt bằng lời. Như vậy muốn tính được cả 2 năm trồng được bao nhiêu cây, hiểu không? 2 năm thì là chúng ta xem là cái học sinh của cái tỉnh miền núi đó trồng được bao nhiêu cây thì chúng ta phải biết từng năm một, phải không? Biết năm nay rồi, năm ngoái đã biết chưa các con? Năm ngoái chưa biết, chỉ biết năm ngoái là gì, ít hơn năm nay là 80.600 cây. Vậy ta phải tính được năm ngoái trồng được bao nhiêu cây,
sau khi tính trồng năm ngoái trồng được bao nhiêu cây thì chúng ta mới tính cả 2 năm thì chúng ta làm tính cộng. Muốn tính số cây của năm ngoái chúng ta sẽ lấy 214.800 cây trừ đi 80.600 cây và chúng ta trả lời là gì? Năm ngoái trồng được gì? Số cây là ta lấy 214.800 trừ 80.600 214.800 trừ 80.600, 0 trừ 0 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, 8 trừ 6 bằng 2, viết 2, 4 trừ 0 bằng 4, 11 trừ 8 bằng 3, viết 3, nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1, như vậy bằng 134.200 cây, 134.200 cây. Sau đó chúng ta sẽ tính là gì? Cả 2 năm trồng được bao nhiêu cây? Trả lời cả 2 năm trồng được số cây là 14.800 ta lấy năm thứ nhất là 214.800 cộng với 134.200. 134.200 ta cộng với 214.800. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Như vậy cả 2 năm trồng được 349.000 cây. 349.000 cây. Đáp số cây. Như vậy giờ toán của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.